Đến trưa 12 tháng 4, lực lượng chức năng của Hà Nội vẫn đang khẩn trương khắc phục giải quyết hậu quả vụ cháy nhà xưởng kinh hoàng ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khiến ít nhất 8 người chết. Tin ban đầu, khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư sâu hàng trăm mét, có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan nhanh và lan rộng, thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm xưởng kho lạnh của công ty cổ phần cơ điện lạnh, xưởng làm hạt chống ẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Lan, một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79, tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000 m2. Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả. Bước đầu, thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng để lo phục vụ việc tổ chức tang lễ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.